Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang lưu thông trên cây cầu Long Biên, là cây cầu lịch sử của Việt Hà Nội nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung. Cây cầu này thì được xây dựng từ thời ngày xưa và đến bây giờ thì vẫn đang sử dụng để làm đường đi lại cũng như là đường cho các cái tàu, các con tàu đi lại đây. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là các cái trụ sắt của nó đã rỉ rét rất là nhiều. Và cầu Long Biên này là một trong những cái cầu mà từ thời chiến nó có rất là nhiều câu chuyện nói về cái cầu Long Biên này. Đây Minh Toàn xin phép Minh Toàn đi vòng quanh lại để Minh Toàn lên cầu nhé, lên cầu Long Biên cho quý bà con của bác được chiêm nghiệm lại nhé. Chúng ta đang bên Gia Lâm rồi. Minh Toàn đang đi hướng từ dưới bên phía Gia Lâm sang bên phía trung tâm của thành phố. Và đây quý bà con cô bác có thể đang nhìn thấy cây cầu Long Biên. Cầu Long Biên ở đây thì nó nằm bắc qua sông Hồng và nó nằm song song với cầu Trương Dương. Đây bên kia cầu Trương Dương quý bà con cô bác. Và đây là con sông Hồng của chúng ta. Ôi chà, gặp cô em gái xinh quá nhỉ. Wow, xinh quá nhỉ. Sông Hồng là một trong những cái con sông mà lớn nhất thì ở Việt Nam. Còn ở Hà Nội thì sông Hồng này chảy qua các cái địa bàn. Và ở sông Hồng này cũng có một bãi gọi là bãi tắm tiên. Có hai bãi tắm tiên và Minh Toàn và cậu em đang xuống tìm chỗ bãi tắm tiên. Minh Toàn có dịp là đến đây để mà giới thiệu đến quý bà con cô bác. Kia là bãi tắm tiên. Và không biết là có đường xuống bãi tắm tiên hay không.
Đây, Minh Toàn đang tìm ở cái đường xuống bãi Tam Tiên. Đây, mến thưa quý bà con cô bác, là Minh Toàn đang đi dọc theo cái cầu Long Biên hướng từ bên phía Gia Lâm đi ngược về. À, cầu Long Biên thì như quý bà con cô bác biết là cầu Long Biên thì được làm từ rất là lâu rồi. Quý bà con cô bác cũng có thể đây thấy đây là cái bãi đất của sông Hồng đây. Và bên phía kia là cầu của cầu Trưng Dương và đây là sông Hồng. Đằng này là có một cái bãi Tam Tiên trong kênh của Minh Toàn. Nếu mà quý bà con cô bác mà theo dõi được thì quý bà con cô bác sẽ nhìn thấy trong video sẽ có một cái video nói về cái bãi Tam Tiên của sông Hồng này. Trong kênh của Minh Toàn có một cái video là nói về cái bãi Tam Tiên của bãi đá sông Hồng. Thì rất mong quý bà con tìm ở trong cái kênh của Minh Toàn có cái video là bãi Tam Tiên ở sông Hồng. Thì quý bà con của bác cũng có thể tham khảo thêm cái về bãi Tam Tiên này. Ở đây thì Minh Toàn xin nói tiếp về cái cầu Long Biên. Đây là một những cây cầu mà cổ kính, cổ rất là lâu đời ở Việt Nam của chúng ta, nhưng mà bây giờ vẫn được sử dụng. Đây, quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy ở đây là cây cầu sắp xếp nó dỉ hết rồi, nó dỉ rồi nhưng mà vẫn là chắc chắn. Bố cầu tất cả vẫn là chắc chắn để mà chúng ta đang còn lưu thông được. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được các xe máy buổi chiều đang lưu thông ở đây. Kia có cá này, cá sông Hồng. Ôi, nhan cái ổi ngon quá nhỉ. Cá trạch ngon cân. Cá cái ổi ngon quá, cá ngon quá. Muốn ăn thì mua về. Ai đuổi làm gì? Đuổi nó đứng ở đây, nó đuổi đến đây đuổi chứ. Quý bà con của bác có thể nhìn thấy là vừa nghe thấy là ở đây một số người dân không muốn quay, bởi vì là sợ là đến lúc mà lên vô tuyến rồi là sẽ bị đuổi.
Có em gái này xinh đẹp nhưng mà lại không đội mũ bảo hiểm mất rồi.